Rồi, chào mọi người. Bây giờ cửa hàng vừa về thì mấy cái cảo kẹp nhanh của hãng Tuncen và Total. Total thì mình về mấy cái xe nhỏ thôi nha. Còn mấy xe lớn thì vẫn có, nhưng mà tại vì mình không đem đây nó to quá trời. Thì mình giới thiệu bốn xe nhỏ. Rồi còn hãng Tuncen thì mấy kẹp nhanh thì có những loại bóp này nè. Thì nó có tới 4 size luôn. Nên mình đem lên đây hết luôn cho giới thiệu cho người ha. Anh em nào cần nhu cầu về cái nào thì liên hệ đặt hàng qua cửa hàng lấy. Và lưu ý nha, những cái cao cọc nhanh này nè, nó dài nha, nó dài thì cái phí ship nó sẽ cao nha. Đó, thí dụ như cái cây mà dài này nè, cây này 6 tấc nè, nó dài tới 80 luôn nha. Đó, nó dài từ cái đầu chân lên đây, nó tới đây là 80 nè. À, 80 mà mọi người đóng cái hàng á, đóng hàng cái bề từ bên đây ra bên đây cao lên dài nữa, chi phí rất là cao. Hiện nay là mua mấy cái này thì khi mà ship á, thì mình phải chịu phí cao một chút. Ở đây mình nói trước luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu từng cái cho mọi người biết trước mắt về cái của hãng Tuncen trước. Đây là cái cào kẹp nhanh nhỏ nhất của hãng Tuncen. Nè, là nó có cái size là có cái mã là 10201 á, 10201 nó dán kính mít rồi. 90.000 cái nha mọi người, 90.000. Đó 6 inch nè, tương đương với là 150 mm. Đây, 6 inch. Thì cái ngàm của nó thì mình có thể kéo ra hết đây, kéo ra hết luôn. Thì nó ghi là 150 thì đúng nè, ha, 150 mm đó. Thì khi mình bóp này vô, mình kéo ra nó vô thôi đó, mình đưa lên mình siết lại đó. À, này là 6 inch nhỏ nha. Rồi xong mình bóp mình xả ra, xả ra. Thì đối với những cái cảo này nó có chế độ, nó có cái chế độ là đẩy nha, ngoài cái chuyện mà bóp về ngoài nó còn cho đẩy ra nữa. Thì mình gỡ, ta thiết kế ốc này là vậy nè, cái ốc này mình sẽ gỡ ra nhanh mà nó vừa bóp lại vừa đẩy ha, rất thích hợp đó với những cái đó. Gỡ ra đưa vào bên đây ha, đưa lên ngược lên vậy nè đó. Xong rồi mình siết lại ha. Rồi. Rất là nhanh ha. Mình muốn bóp thì bóp, và mình muốn đẩy thì mình đẩy ra. Đó, nó có hai chức năng ha. Và máy công này cũng vậy thôi, không có gì khác hết. Giá rất là rẻ ha, có 90 ngàn cây này thôi, 90 ngàn thôi. Đó, xong rồi đưa lại ha. Không muốn đẩy thì mình nới ra, mình lật đầu nó lại, rất là lẹ làng luôn. Đó ha, quay đầu lại. Rồi. Đây, ok ha. 90.000 cho cây này. Nha, thiết kế dạng như những cái dàn này là dạng phíp hết nha. Dạng, một phần giống như nhựa cứng vậy đó, dạng phíp. Nha, rất là cứng. Đó, cái cây này thì thép. Rồi, thép này dày bao nhiêu đây? Không thức cặp đo này luôn, dày khoảng cả 5 nha. Thép này là 5 ly á, gần 6 nha, gần 6, dày gần 6. Về ngang của con này là gần, về ngang này là 10 18 7 18 gì đó, gần 20 ly. Rồi 90.000, quá rẻ anh em ơi, giá chưa cần phí ship. Rồi bỏ qua. Kế tiếp cây này là cây 12 inch. Đó, 12 inch đây, giá là 120.000 ha, 120.000 cho cây này 12 inch. Nó tương đương là 300 mm, thì mình xả ra hết ha, xả ra hết luôn. Đụng thì mình sẽ kéo lên hai đầu hai bên. Đó, 300 ha, đúng luôn ha. Đó, 300. Rồi. Bóp anh thôi. Đó. Rất là tiện nha. À, giá dán này rất là. Rồi. Ok, à, mọi người chờ một chút. Rồi tiếp ha. Đây là cái 12 inch. Đã ngàm kẹp nó là được 300 ha. Đó, giá 120.000. Rồi, mọi thứ giống kia hết, chỉ khác nhau chiều dài thôi. Và kế tiếp, đây là cái cây 450 mm, 18 inch. Là cái ngàm nó ra được 4 tấc rưỡi ha, 400 ô quên, 450 mm, gần nửa mét chứ lộn. Đây.
450 mm. Này mới có 445 thôi. Thì coi mình xả được không? Chưa hết. À đây đây đây. Đó. mét thế này không được 450 nha. Nó chỉ có 445 mm. Ha, mình đo thực tế luôn nè. Đây. 18 inch. Thằng này chỉ có 17 inch mấy thôi. Mặc dù kéo ra hết rồi nha, kéo ra hết luôn rồi. Đấy, kéo ra hết luôn rồi. Rồi ha, kéo ra hết luôn rồi. Đây là 445 mm. Đó, 445 nha. Rồi, cây thước này có giá, kẹp này có giá là 153.000. Quá rẻ luôn ha. Thì Tonsen được cái mình bán ok, cái là mấy cái giá đâu thì nó chuẩn hết rồi ha, mọi người phải lo. À, nó thống nhất nhau cùng giá hết. Nên nhiều lúc mọi người kiếm rẻ hơn hoặc mắc hơn thì cũng khó. Hoặc là có thể 5-3 ngàn thì có thể nó vậy thôi à. Đó. Tonsen được cái đó cho hay cho đó. Thì nó đã thống nhất cái giá bán cho mọi người luôn rồi. Thì mình cứ dựa mình bán thôi. Đó thì thông thường mình cái số làm tròn. Đó, ví dụ như 153.000 thì nó quy định là 152.500 đồng như vậy. Thì mình làm tròn 153 thôi ha. Chứ bây giờ không có 500 đồng thối nữa. Đó. Rồi ok ha. 153.000 cho cái cây này. 450 mm. Rồi kế tiếp. Đây là cái cây nha. 6 tấc nha, 624 inch. 24 inch có giá là 179.000. À, 179.000 đo thực tế luôn nha. 6 tấc có cái này có đủ không nha. À, cái này dư luôn ha. Cái này nó ra tới là 610 mấy luôn á. Đó. Đó cái kia này nó lại hụt. Thì các những cái cây này thì những cái cây này nè, cái thân và cụm này nó đều giống cây này hết ha. Nó đều giống hết, nó chỉ khác nhau cái chiều dài thôi. Nên người khỏi phải lăn tăng là ở chỗ những cây kia, những cái cụm này nó có khác không, không nó giống nhau hết nha. Không có khác gì hết, chỉ khác nhau chiều dài thôi. Dài và ngắn thôi. Còn bản thân những cái thanh này nó vẫn vậy nha, nó vẫn vậy về ngang, vẫn vậy, nó không có to hơn nha, tất cả luôn. Hầu như là nó giống hết, không có to, không có bự hơn hết, khác nhau chiều dài thôi. Đó. Thì mình nhắc lại cái cây này nè, cái cây này nó ghi là 450 mm, thực sự nó không có tới nha. Mình kéo ra mình đo luôn, nó không có tới. 450 mm nó ghi được 445 thôi. Đó, 445 thôi nha. Để anh em là mình mua hàng thì nó chính xác như vậy. Còn lý do tại sao thì nó sản xuất như vậy thì mình biết vậy thôi. À, mình không có nói nhiều hơn. Rồi ok. Đó là bốn cái cây kẹp nhanh của hãng Tonsen. Bỏ qua bên. Thì kế tiếp, đây là những dòng thô tò thì nó ra nhiều size. Ví dụ như đây là cái size là 1.5 tấc nha. Ngàm này ngàm 1.5 tấc, 1.5 tấc nè, 2 tấc nè, 2.5 tấc nè, và 3 tấc nè. Đó, ba cái size này anh em muốn nào nhiều cũng có hết. Và nó có 4 tấc rồi 4.5 tấc, 6, 8 m2 nha, nó có luôn á. Nhưng mà tại nó to lắm mình không anh em đây, thì có nhỏ nhỏ mà giới thiệu nhỏ nhỏ thôi. Thì cái cây này bên cửa hàng á, 1.5 tấc cửa hàng đang bán có giá 70.000 thôi. 70.000 thôi nha. Đó, 70.000. Thì mình kẹp ra hết như vậy. Đấy. Đúng luôn 1.5 tấc luôn ha. Đây. Ngàm 1.5 tấc, đúng 1.5 tấc. 70.000 nha. Nó dùng cái cơ chế đòn bẩy. Ví dụ mình muốn kẹp vậy đó, mình kéo là đẩy lên này nè, đẩy lên như vậy thì mình siết này lên, mình siết này lên thì cái đằng này nó nghiêng xuống như vậy, nghiêng xuống như vậy thì nó sẽ tựa vô hai cái bánh răng trước, bánh răng sau, nó dùng đòn bẩy để nó kẹp giữ cái miếng này. Đó thì cái này cái lực siết nó được tối đa là một, đây là 170 kg á nha, 170 kg nha, lực siết con này là 170 kg. Đó, nhỏ nhất nè, 170 kg, coi chứ nó cũng mạnh lắm ha. Những này là bằng gan, hợp kim nó cứng lắm, thép. Đó, những em làm nhỏ ngành đá gì đó thì chúng ta cần kẹp giữ đồ như cứng lại để chúng ta làm việc. Thì cái này rất là hiệu quả nha. Có 70.000 cây thôi. À, kế tiếp cây này là cây 1.5 tấc. 1.5 tấc. Ở bên cây này là cây 2 tấc lọc. Cây này là 2 tấc, cây này 1.5 tấc, này 2 tấc giá 75.000, mắc hơn 5.000. Lực siết nó là 170 kg nha. Nó vẫn dùng cái chế đồng bẩy hết. Nó siết rồi nha.
Thì tất cả những cái này đều nó như nhau hết, khác nhau chiều dài thôi. Thân thép này nha, cái thân thép này nè, thân thép này đó, nó vẫn như nhau hết, chỉ khác nhau cái chiều dài thôi. Rồi tay xiết cũng vậy nha, nó dùng những cái là cái lực bánh răng này to. Bánh răng to này nó sẽ không có bị tuôn răng ha, nó không có bị tuôn răng đó. Mình xiết lên nè, rất là cứng đó, 170 kg là nhiều lắm đó nha, cả lực xiết của nó đó. Đó, hàng công nghiệp, industrial, hàng công nghiệp. Cái ngàm ở đây ra đây là 50 nha, 50 xuống đây là 200. Mình sẽ kéo xuống cho người xem đó, bề ngàm ra mình để mình kẹp á là được 50 đây đó ha. Từ ngay cái tâm nè, số 5 không, từ ngay cái tâm này nè, tâm kẹp này đưa vào tới đây là được 50 đó, và từ cái ngàm trên đây là được 200. Cái này nó cũng dư hơn chút nè, 200 lẻ mấy luôn á, thấy không? Rồi ok, đúng rồi, 75.000 nha mọi người. Cái kẹp nhanh này giá quá trời tốt luôn nha. Kế tiếp đây là cái kẹp cũng kẹp nhanh luôn mà nó tới 2,5 tấc, giá 80k nha, 80.000. Bề dài kẹp được 2,5 tấc. Thì ba cái thanh này thân đều như nhau hết, những cái thân này vẫn là như nhau hết. Cái bề ngang của nó thì nó tầm khoảng cỡ 5 ly nha, bề ngang 5 ly. Cái chiều dài nó là khoảng cỡ 10-14 nha, bề ngang 5-14. Thì cái tay cầm đồ dùng nó vẫn như nhau hết, nó vẫn chưa chế đồng 7 ha, vẫn hàng công nghiệp industrial, vẫn ở đây ra là 50, dài là 2,5 tấc đó. Anh em nào xài trong cái size này, mình xài size này có 80.000 thôi. 70 75 80 ha. 70 75 80 nha. Đó. Xích lại. Rồi, quá đẹp nha. Đây, kế tiếp ông bên đây. Bên đây là ông này nó lên hơn, lên lớn hơn một bậc rồi. Thì cái này có giá là 130.000. Cái bề chiều xiết là được 3 tấc nha, 3 tấc. 3 tấc. Đó là 300 mm á. Thì cái tay này nó to hơn nè, cụm này nó to hơn, và cái càng này nó to hơn. Cái bề ngang này nó ra được là 80 nha, 80. Đó, từ cái tay mình ra đây 80 nè. À, 80. Từ đây đây 80 chiều đựng tấc nha. Rồi, chiều dài số này là 300. Lực xiết của này nó mạnh hơn là 270 kg. Kéo xuống thử coi nó được nha. À, nó vướng này nè, lọt ra thôi. Đây được 300 ha. Còn dư khúc nè, mình kéo xuống. Đó. Được 300 luôn. Đúng ha. Rồi, xiết lên. Thì thằng này nó được thiết kế khác này một chút là cái thân này nè. Này nhỏ, này to, cái cụm này cũng to, dài ra, lớn ra, này cũng to hơn. Nha, đầu dày này cũng to hơn nè. Mình cặp này có thể là tương đối thôi nha. Thì cái đầu dày này tới khoảng ở 6 ha, dày 6 bị ngang nó rộng hơn nữa, tới hai mấy luôn, 21 22 vậy đó. Đó. Rồi ok, có 130.000 thôi. Đó. 130.000. Thì mấy cái thằng này hồi nãy là đúng hết ha. Bao nhiêu là nó kẹp đúng bao nhiêu luôn á. Còn cái này là 2,5 tấc mình chưa đo nè, giờ đo lại cho người xem. Đúng luôn, thằng này 255 ha, 255. Nói chung là mình đưa lên chút thì nó vẫn có lên được chút ha. Đó. Ba size đúng luôn. Rồi, ok mọi người ha. Anh em nào có nhu cầu về những cái cao kẹp nhanh của hãng Tunsen hoặc hãng của hãng Total thì đó, anh em hãy nhanh tay liên hệ. Thì giá những cái này là chưa bao gồm phí ship. Anh em nào ở tỉnh nào thì mình vui lòng cộng thêm tiền ship hàng vô dùm. Những cái cây này là nó hơi mắc tiền chút, bởi vì nó nặng nha, nó cân nặng. Nó nhỏ thì hơi nhẹ tiền chút, cái lớn lớn thì mắc tiền, và đặc biệt những cây dài bên đó đó nha, ship hàng nó hơi mắc tiền chút, nên anh em nào quyết định mua thì mình cũng tính toán kỹ nha. Nó kỹ tránh hợp mà trong thời gian mà hàng chuyển ra đó mà mọi người không nhận thì kỳ lắm ha. Đó thì anh em mình mua hàng thì như vậy, mình cứ xem thích kỹ coi thời gian và cái chi phí sao ha. Nhắm ok thì lên đơn hàng đó, không ok thì mình có thể mình tìm một đơn vị khác nó gần như mình mua cho nó phù hợp. Đây, ở đây bán hàng thì cũng dễ lắm, anh em nào có nghĩa là ở chỗ đầu gần cho mình thì mình mua, mình có thể mình tìm gần như là mình mua không có nặng trong đây, để tránh cái trường hợp có những cái trường hợp á anh em đặt xong rồi cái trong quá trình mà thời gian chờ hàng nó đi ra bên mình á, mình thấy chờ hơi lâu, bắt đầu mình mới đi tìm, mình gần như mình mua xong hàng ra tới ngoài không có, nó tôi mua rồi thì nó đó. Thì đối với những cái hàng đó thì mình đều lưu danh sách hết nha, danh sách hết để lần sau mình không có phục vụ như vậy đó. Đó thì
bên mình thì không có nói đâu ha, thông thường mình lưu tự tự lưu thôi, à, có đa phần là tự lưu vào danh sách thôi, danh sách khách hàng không có được rồi cho lắm thì mình sẽ lưu vào trong đó, thì đối với những khách hàng đó mà sao vẫn bán phải chuyển khoản trước vậy đó, à, mình vẫn bán chứ không phải là không, nhưng mà phải thanh toán tiền trước, à, thanh toán tiền trước rồi mới giao hàng sau chứ không có ship code nữa. À, ship code thì phải có uy tín mới được, à, uy tín thì mới ship code được, phục vụ thì cũng phải có khách hàng này khách hàng nọ đó, à, chứ không phải là tất cả mình ship code hết, mà có những khách hàng mua mà chờ không được thời gian, không thì mình sắp xếp báo thời gian trước mà nhiều lúc còn phải hố, có nghĩa là nhiều lúc bưu tá nó phát nó chờ chậm trễ 1 ngày 2 ngày thì nó không tới thì mình cũng chờ một chút đó, chứ thông thường mình ở đây mình đặt hàng ở trên mấy cái đồ chơi con mình ở trên Lazada hoặc là Shopee Sen Đỏ, đặt chỗ cũng lâu lắm, Sen Đỏ không mà đặt mấy nay là phải gần tuần lễ mà chưa giao, thành phố Hồ Chí Minh tuần lễ mà chưa giao qua đó, thì anh em nào mua hàng thì cũng phải thông cảm điều đó, ship code ngồi nhà nhận hàng trả tiền thì mình cũng phải uy tín chút về vấn đề đặt hàng ha. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp hoặc Zalo số điện thoại 0942 309090 ghi đi dưới màn hình ha. Rồi cảm ơn, xin chào.